Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Hôm nay cũng là ngày cần Tết anh em ạ, và mình cũng đang cố thu xếp công việc và thời gian để có thể tiếp tục làm video review nhân vật mua online ở Season 19 cho anh em xem. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một trong những nhân vật sẽ được ưa thích nhất ở trong Season 19 cũng như là các cái season cũ và anh em cảm thấy rất là quen thuộc, đó chính là nhân vật F của chúng ta. Thì từ xưa đến nay nhân vật F của chúng ta sẽ được luôn luôn mệnh danh với biệt danh là Cave. Và cũng chính là từ lỏng Cave cũng sinh ra từ cái nhân vật F này, khi mà nhân vật F của chúng ta luôn luôn được sử dụng với dạng book, tức là anh em dùng nó để đi book cho các cái nhân vật chính của mình. Nhưng ở các cái season cao sau này, khi mà F đã được làm lại, được có skill book riêng, cũng như là dòng F chiến cũng đã được làm mới hoàn toàn khi mà skill trên nó rất là hiệu quả, thì ở trong season 19 những cái ưu điểm đó của F có được giữ nguyên hay không, và sau khi nâng cấp lên vật phẩm thì sức mạnh của em nó tăng tiến như nào, thì mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua sơ lược về bảng điểm pon C của nhân vật F ở season 19. Trên màn hình anh em cũng có thể thấy khi mà lên season 19 thì nhân vật F book của chúng ta, nhân vật F chiến, hiện tại mình đi theo dòng F chiến anh em, sẽ được thay đổi tên khi mà làm trong nhiệm vụ cấp 5, thì bây giờ đã được đổi tên thành Royal F và cấp độ vẫn là 1600. Và ở đây sau khi mà chưa ăn hoa quả thì nhân vật F của mình có thể đạt ngưỡng lên đến gần 4000, hơn 4000 tốc độ nhanh nhẹn đấy nhé, hơn 4000 nhanh nhẹn, và strength yêu cầu sẽ khoảng là 277 và có thể là thấp hơn nữa nếu như mà anh em cảm đã gia cường để giảm cái sức mạnh yêu cầu sử dụng vật phẩm. Tuy vậy anh em có thể thấy khi mà mình đã tăng một lượng nhanh nhẹn rất là lớn, nhưng lượng tốc độ đánh của em nó chỉ đạt vào khoảng là 233/275, tức là chưa thể mắc tốc độ tối đa của em nó. Dù rằng mình có sử dụng anh em thấy này, vật phẩm tăng tốc độ đánh là Speed Mexico, Mexican với lại viên ngọc Position Suit. Đây mình ăn cả hai cho anh em thấy. Thì tốc độ tối đa mà em nó có thể đạt được chỉ là 253/275, chưa thể mắc ping được anh em ạ. Rồi, với cái thông số bảng C như vậy thì em đó sẽ đạt được những phần trăm gì? Crit Dam bây giờ của em nó sẽ là 77, Excellent Dam sẽ là 70, Double Dam sẽ là 25, Tip Bộ Dam thì em nó chỉ là 17%, Chuyên Giáp 30% nhé anh em. Khả năng cao là mình đang sử dụng một cái Wing 5 7% đấy nha, nên mới có được khả năng xuyên giáp lớn như vậy. Và đối với nhân vật F để có được các cái chỉ số như vậy thì anh em nên sử dụng vật phẩm gì? Và một trong những điều mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là ATK Power của F này anh em, 19.745 và cao nhất sẽ là 20.833. Ui trời ơi, một cái lượng ATK Power cực kỳ khủng. Dù đang vũ khí của em nó chưa có được phần trăm tăng thêm sức mạnh tấn công nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua về vật phẩm. Vật phẩm của em nó sẽ sử dụng là vũ khí Root Excellent level 1400 cộng 15. Và anh em cũng có thể thấy sức mạnh yêu cầu chỉ là 241 và nhanh nhẹn yêu cầu sử dụng là 1390. Và em nó vẫn chưa được có dòng Combat Power giống như các dòng đám vật lý khác. Đây là một điều thua thiệt của nhân vật F, nên điều này mình nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng đam tối đa mà em nó đạt được trên một hit đam sẽ rất là nhiều anh em ạ. Và cũng giống như các nhân vật khác ở season 19, em nó cũng sẽ sử dụng một set thân Root cộng 15 tên là Lightning, và strength yêu cầu bây giờ là sức mạnh 277 và nhanh nhẹn là 574 là anh em có thể sử dụng được. Và một cái bỏ tên sẽ là bỏ tên 1400 và sức mạnh yêu cầu sẽ là 233 và nhanh nhẹn yêu cầu là 1374 điểm. Đối với những trang bị vũ khí như thế thì em nó cũng đã có cho mình một đôi cánh mới, anh em có để ý không, một đôi cánh màu tím giống như Wing 4, nhưng mà bây giờ nó có cái đôi cánh rất là đẹp anh em ạ. Đối với các cái nhân vật nữ thì ở season 19 thì ấy mình thấy là web gen nó rất là ưu ái khi mà sở hữu những cái đôi cánh cực kỳ tuyệt đẹp. Và điều gì đặc biệt ở cái cánh cấp 5 của nhân vật F của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là dòng xuyên giáp 7% có lúc, và lượng đam tăng thêm và lượng đam hấp thụ thì vẫn giống như Wing 4, 70% và 73% giống như các nhân vật khác. Và để đi phục vụ cho việc đi kiểm tra sức mạnh trên của em đó thì mình cũng sẽ sử dụng một con UR Dep level, đam level và đẹp phòng thủ thuộc tính, và sử dụng tiếp vẫn cuộn Brilliant Coop như cũ nhé. Và khi đi tẹp đam mình sẽ sử dụng là sỏi hoàng kim hay còn gọi là sỏi vàng.
và chúng ta sẽ đi đến mặt tẹt đam kiểm tra sức mạnh của em nó ngay bây giờ. Như vậy là mình vừa đưa em nó đến vị trí test skill Master 800 và Master 5. Không giống như các video khác mình hay test ở map Daviat, nhưng mà bởi vì Daviat bây giờ được update cái ngọc test đam của chúng ta rất là nhiều ngọc như này, nên chúng ta không thể tính được một lượng đam hit trên giây cũng như là DPS tổng đam trên một giây của em nó khá là chuẩn xác được. Nên bây giờ mình phải di chuyển đến vị trí là bot Fera, thì ở đây sẽ có một ngọc Fera Psycho. Thì viên ngọc này nhưng sẽ giúp chúng ta test đam nó hiệu quả và tốt hơn so với nhiều cái viên ngọc này ở map Daviat. Và bây giờ mình sẽ thay con UR của mình bằng một con sói hoàng kim nha anh em. Đây, và đầu tiên mình sẽ sử dụng là skill Master 800 cho anh em chiêm ngưỡng trước. Rồi, khi sử dụng skill Master 800 rồi, để mình ăn hết full này, tốc độ đánh này. Đây, mình sẽ di chuyển qua một chút cho anh em dễ nhìn lượng đám hơn. Đây, khi sử dụng skill Master 800 và sói vàng, tốc độ đánh sẽ là 275/275 khi sử dụng Raining. Và anh em có để ý một điều nữa là lượng đam một hit cao nhất của em nó hiện tại mình để ý là 667.000, khá là thấp so với các cái nhân vật còn lại, thuộc dạng thấp nhất luôn anh em ạ. Đam trên một hit, còn tổng đam DPS trên một giây, tức là tổng đam trên một giây thì là nó rơi vào khoảng 4.8 triệu. Thì hiện tại so với các cái nhân vật chúng ta đã kiểm tra được đó, thì nhân vật F này thuộc hình như là đứng thấp cuối đây anh em ạ, thấp hơn cả Summoner. Dù đang đi cả dòng thả chó khoai bích thì thả Summoner nó vẫn mạnh hơn con F của chúng ta rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đổi sang skill Focus, cũng là một trong những skill của Master 800, để xem thử một hit down của em nó có tăng không nha anh em. Rồi mình sẽ để auto, vẫn là 275/275 này, auto lại này, để cho nó tính lượng down lại nha anh em. 660.000, xem nhau anh em ạ. Nhưng mà khi mà bắn một mục tiêu á thì cảm giác hồi cũng giống nhau anh em ạ. Skill Focus này, Focus Shot và Raining là một trong những skill mà đại diện cho hai dòng của nhân vật F của chúng ta, đó là đi PVP và đi trên. Thì lượng đam gây ra trên một giây thì tương tự như nhau, khoảng 4 triệu rưỡi đến 4 triệu 3 anh em, không khác nhiều và khá là thấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi sang skill Master 5. Đây mình sẽ dùng thử skill Master 5 nha anh em. Ui khá là đẹp em ạ, anh em ạ. Giống như đóa hoa sen vậy, khá là đẹp. Toàn thấy là mũi tên không thôi, loạn tiền luôn rồi. Đây mình zoom lên cho anh em thấy này. Đấy, khác gì đâu, khác gì đóa hoa sen đâu. Từ bên trong người tỏa ra 5 mũi tên và trên trời tỏa xuống 6 mũi tên, giống như lên ninh nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng test đam em đó khi sử dụng skill Master 5 nha anh em. Đây là skill Master 5. Khi anh em dùng Master 5 thì lượng đam của em nó bây giờ lên là 700.000 đam rồi anh em ạ. Mình vừa thấy 700.000 đam, đúng là 704.000. Lượng đam gây ra trên 1 giây là 6.4, 6.8. Xem với con nhân vật Summoner khi đi theo dòng thả chó nha, Firebeak, không hơn nhau là bao nhiêu, thuộc dòng top cuối khi mà đam một mục tiêu. Rồi đối với việc đi trên thì như thế nào, bây giờ mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm em đó khi đi trên ở mặt cuối, để xem nhân vật F của chúng ta sử dụng Master 5 có trên nổi với cái lượng đam thấp như vậy hay không. Rồi mình vừa đưa nhân vật F của chúng ta lên đến với bài trên Iceland nha anh em. Lưỡi lưỡi luôn rồi anh em ạ. Và bài này sẽ vẫn là bài Hotspot Win như thường lệ, và chúng ta sẽ sử dụng Penta khác với bài gió, đó chính là Penta bóng tối. Và như anh em cũng đã thấy trên màn hình, nhân vật F của chúng ta trên cực khỏe ở map cuối cùng của mùa online season 19 với skill loạn tiền của Master 5. Tuy rằng lượng đám trên một giây của em nó không có nhiều, nhưng mà lượng đám gây ra mỗi mục tiêu và đa mục tiêu thì rất là dày anh em ạ. Như anh em có thể thấy, lượng đám lớn nhất chỉ dao động vào khoảng 500.000 đám, và xuyên giáp mà không triple 600.000 anh em. Xuyên giáp mà không triple sẽ là double đám 400.000. Nhưng đám cực kỳ dày anh em ơi, không thể đếm được một skill là bao nhiêu hit đám nữa rồi.
đấy, có thể trên full map ở đây. Và chúng ta cũng đã tìm thêm được một nhân vật có thể kéo anh em đi trên ở cái mập cuối này rồi anh em ạ. KDA 0.8 ý anh em. Kinh khủng thế nhờ. 0.68, 0.82. Cực kỳ ngon đấy anh em ơi, 0.76. Chúng ta sẽ để vào khoảng 1 phút để xem diệt tỷ lệ diệt quái vật trên 1 giây là bao nhiêu con nha anh em. Và mình sẽ vẫn cố gắng ăn full max speed cho em đó, 275 đến 275. Không chấm 64 anh em ạ, 0.65, 0.68, nó sẽ tụt xuống vào khoảng 0.65 đây anh em. Khả năng là trên lâu sẽ ổn định vào khoảng 0.65 khi mà lượng quái vật chết đều hơn. Rồi 1 phút 0.65 anh em. Nói chung là trên 0.6. Tuy rằng lượng đám trên 1 hit của em nó thì thuộc trạng tập cuối của trong cả cái nhân vật mình vừa review ở season 19. Đổi lại khả năng đi trên của em nó lại là thuộc tốc đầu, lạ không lạ kỳ thôi anh em. Điều này nguyên nhân một phần là do lượng đám trên 1 hit em nó rất là dày anh em ạ. Một hit đám của em nó rất là dày và em nó bắn gần như hết mục tiêu ở trên cái map Island map của em này luôn. Điều đó dẫn đến là việc clear quái của em nó rất là dễ. Anh em để ý skill của em nó là sẽ là rank 7 nhé em. Mình sẽ chỉ là skill của Master 5 cho anh em thấy. Đó, rank 7. Lượng AG chỉ tiêu tốn là 8 và tiêu tốn mana sẽ là 19 điểm. Nhanh nhẹn yêu cầu để học được skill sẽ là 1302. 0.62, 0.61 kìa anh em. Rồi, đối với skill Master 5 như này thì anh em nên build thẻ bài của Master 5 ra làm sao thì mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu ngay bây giờ. Đối với thẻ bài thì anh em sẽ sử dụng cho mình là extra dam, tức là dam dần rồng nhé anh em. Và cũng như các cái nhân vật vật lý khác thì anh em sẽ sử dụng ở bên phải cho mình sẽ là tăng dam thuộc tính và bên trái sẽ là tăng dam thấp nhất của em nó lên. Đối với ô tăng điểm pon thì chúng ta sẽ lấy là pon tăng nhanh nhẹn lên cao nhất có thể. Và ở thẻ bài thứ ba thì anh em sẽ lấy tăng đam mỗi level. Tương tự đối với bên tay phải thì sẽ là tăng sức mạnh của cánh gấp 5 và tăng đam tối đa cao nhất. Ở thẻ bài thứ 5 thì anh em sẽ lấy là đam Materia Attack Power cao nhất có thể nha anh em. Và ở bên tay trái thì sẽ lấy là Wide Area Attack Power để lấy đam diện rộng. Điều này giúp cho em nó clear quái cực kỳ tốt. Đối với thẻ bài tinh nhanh thì như thế nào? Đối với thẻ tinh nhanh tức là thẻ Elito thì anh em sẽ sử dụng tương tự như các cái nhân vật khác. Đấy là trong thẻ bắt buộc anh em phải sử dụng thôi. Đó chính là tăng crit đam lên 7.4% và tăng double đam lên 3.8%. Tương tự đối với thẻ màu xanh lá cây thì anh em sẽ sử dụng cho mình là excel lần đam lên 11% và xuyên nháp sẽ là tăng lên 4%. Đối với thẻ màu tím, thẻ purple thì anh em sẽ sử dụng cho mình là thẻ tinh anh tăng đam của skill và ở bên tay phải sẽ là tăng tỷ lệ ra triple đam lên 3%, tăng đam của triple lên 3% nha anh em. Và ở đây anh em cũng có thể thấy hiện tại season 19 của mình đang test vẫn đang lỗi chưa thể chế tạo ra được skill master 5 loại tăng attack power, tăng rank và tăng HP. Đây là một trong những lý do mà season 19 chưa được update ở server real nên anh em sẽ phải thông cảm. Bởi vì khi mà anh em update lên thì anh em sẽ phải giải quyết hết tất cả các lỗi thì người chơi mới không bị thiệt thòi được. Còn nếu như mà vẫn lỗi như này thì anh em chế tạo rất là bị thiệt thòi khi mà anh em chế tạo cũng phải cái thẻ này. Đúng ra nó phải chế tạo ra nhưng mà anh em bị mất thẻ nhưng anh em không được gì. Nên mong anh em cũng thông cảm cho admin. Admin cũng đang cố hết sức để có thể test được lượng đam cho anh em cũng như là test fix hết các lỗi trước khi mà cho anh em sử dụng. À, ở đây còn một điều mình quên nói với anh em là tuy rằng F là một nhân vật đi theo dòng nhanh nhẹn nhưng mà lượng phòng thủ của em nó thì lại thuộc dạng tương đối thấp khi mà chỉ đạt được 13.123 điểm phòng thủ so với các nhân vật khác là cực kỳ thấp anh em ạ. Đối với con Summoner khi mà mình đi theo dòng lưỡi hải tự thân thì nó lên đến gần 15.000 và đối với các cái nhân vật khác thì thấp nhất mình nhớ là cũng là 13.345 hoặc trung bình có thể là 13.700 đến 900 nhưng mà đối với F thì chúng ta chỉ đạt được 13.123 điểm mà thôi. Đây cũng là một trong những cái thấp thể của em nó. Và trên đây là một cái video ngắn của mình giới thiệu nhân vật F ở season 19 và hy vọng video này sẽ giúp ích được ít nhiều anh em. Và mong anh em nhớ ủng hộ cho mình bằng cách chỉnh like cũng là đăng ký kênh. Ngoài ra anh em cũng có thể donate cho mình qua tài khoản Momo bằng mã QR đang hiện ở trên màn hình. Một lần nữa mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn anh em ở các cái video trải nghiệm mua online ở season 19 tiếp theo. Bye.